Ứng dụng phổ biến của gạch kính lấy sáng. Gạch kính xu hướng vật liệu xanh được sử dụng phổ biến trong nội thất là một giải pháp tối ưu để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Một số ứng dụng nổi bật của gạch kính lấy sáng như phòng khách, phòng tắm, nhà hàng, khách sạn hay những khu vực cần lấy nhiều ánh sáng.